Giang hồ ba ẩn hết thời làm trùm cho vay và cuộc sống bị nghiệp quật phía sau song sắt. <laughs> Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Tiếp tục câu chuyện về tên trùm giang hồ ở Cà Mau, một thời oanh tạc khắp các địa bàn để cho vay nặng lãi, cùng với đàn em xuống tay không thương tiếc với các con nợ khi không thể trả được. Lê Ngọc ẩn, tức Ba ẩn con đường cho vay là mang bất nhân này chắc chắn không thể nào tồn tại lâu sớm muộn cũng sẽ có ngày bào tù vậy khi nào bà ẩn đền tội hãy cùng BKT đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé voi bạch tuộc hút máu người của bà ẩn là tên trùm khét tiếng với những chiêu trò cho vay nặng lãi mà bất kỳ con mồi nào vướng vào cũng không thể thoát được hắn chính là Lê ngọc ẩn nói về các nạn nhân thì nhiều không đếm xuể bà Sáng, ông Trinh, ngụ tại hẻm Bảy Trinh gần chợ rau phường 7, thành phố Cà Mau, lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo phải vay của bà ẩn 150 triệu đồng, với lãi suất 30% một tháng hay 5% một ngày. Chỉ trong một năm đã phải cắn răng giao cho bà ẩn ngôi nhà trị giá 400 triệu đồng để thoát cái gông nợ nần lãi chồng lãi. Vốn chồng vốn, theo cách chơi tín dụng đen của bà ẩn. Ở cái hẻm Bảy Trinh, ngoài bà Sáng, ông Trinh cũng còn một nạn nhân nữa của bà ẩn là cu tiên sinh cũng phải ngậm đắng nuốt cay mất nhà vào tay ông trùm khi chơi tín dụng đen theo kiểu của bà ẩn không chỉ có một số nạn nhân ở phường 7 mà nhiều địa phương phường khác trong địa bàn thành phố cà mau cũng vướng vào bẫy vay tiền góp của giới giang hồ nói chung và bà ẩn nói riêng mà tán gia bại sản hoặc phải bỏ xứ trốn đi lánh nạn bởi lẽ với mức lãi 30-60% một tháng không cần tới một năm chỉ 6 tháng thôi là có người đã phải giao nhà hoặc bán nhà mới đủ sức trả nợ giang hồ. Một trường hợp khác ly kỳ hơn, đó là bà Phượng ngủ tại khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau. Có cô con gái sắp lên xe hoa để về nhà chồng. Trước hôm cô trở thành cô dâu, bất ngờ cô quỳ xuống lại tạ cha mẹ, nước mắt lã chả nghẹn ngào. Thú tội, lỡ vay tiền của giang hồ không có khả năng thanh toán, nên bị chúng hành dọa sẽ sát hại cô ngay trong ngày cưới hỏi ra mới biết. Trước đó một năm, cô gái này có hụng hạp với một người bạn mở quán bán giải khác ở phường 5 thành phố Cà Mau. Bà Phượng cũng có cho cô con gái một số vốn để làm ăn. Nhưng do con gái muốn làm ăn lớn nên có vay thêm tín dụng đen của giang hồ 100 triệu đồng. Chưa đầy một năm, cô gái đã phải trả tới 202 triệu tiền lãi mà số nợ gốc 100 triệu thì vẫn còn nguyên. Biết con gái vay vào tín dụng đen của giang hồ mà không trả đủ cả lãi lẫn vốn thì khó sống. Nhất là khi chúng đã hăm dọa, ra tay đoạt mạng cô dâu trong ngày cưới. Thì không phải chúng nói là nói chơi, nên bà Phượng đứng ra dàn xếp, mong được chúng hạ lãi suất để bà dễ trả. Nhưng đối với giang hồ thì không có chuyện tình nghĩa mà chỉ có trả hoặc là không để chúng biết đường mà xử lý. Thế là bà Phượng lâm vào cảnh đứng trước miệng hùm, lúc nào cũng sống trong cảnh lo sợ, căng thẳng do chúng tuyên bố một câu xanh dần. Hoặc là trả tiền, hoặc là khô máu. Nói là làm, đêm 29 tháng 1 năm 2010, em trai bà Phượng tên Hùng trên đường về nhà đã bị bọn chúng chặn đường đánh bằng mũ bảo hiểm và đâm trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời khắc đền tội cũng điểm không chỉ là tên trùm về phai nặng lãi tại Cà Mau, bà ẩn còn rất hổ báo khi không ngại chạm trán với những băng nhóm giang hồ khác mỗi khi hắn cảm thấy không hài lòng. Nhắc lại cuộc thảm sát tại Bệnh viện Đa Khoa Cà Mau, những người chứng kiến không khỏi kinh hãi bởi cuộc sáp lá cà ngày ấy. Cuộc đại náo bệnh viện để truy sát đối thủ đến cùng của bà ẩn và đàn em đã gây thành cơn địa chấn khắp tỉnh Cà Mau. Do sự việc diễn ra quá nhanh, Lúc ấy lại hơn nửa đêm vào ngày 13 rạng sáng 14 tháng 11 nên lực lượng công an không thể phản ứng kịp. Đây cũng chính là thời điểm đánh dấu ngày tàn của Trùm Ba Ẩn và nhóm đàn em quá khinh thường pháp luật và thách thức dư luận. Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chuyên án bắt Trùm Ba Ẩn tức là Lê Ngọc Ẩn và truy quét giang hồ Cà Mau được xác lập. Thực hiện chỉ đạo và khẩn trương triển khai chuyên án, sáng ngày 1 tây tháng 12, lực lượng phối hợp với công an tỉnh và công an thành phố Cà Mau chi làm 9 mũi giáp công, đồng loạt mở cuộc truy quét trùm ba ẩn và giang hộ Cà Mau trên khắp địa bàn, không cho bọn chúng có thời gian tẩu thoát. Trong thời điểm triển khai cuộc truy quét, ông Trùm Ba Ẩn vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt vì không ai dám làm đơn tố cáo hắn. Nhưng Ba Ẩn đã lầm. Sáng hôm đó, bà ẩn vẫn thái độ ngông nghênh, cưỡi xe Honda đi ăn sáng, uống cà phê như thường lệ. Trên đường về, hắn còn ngậm cây tâm trong miệng, thì bất ngờ có hai cảnh sát giao thông từ phía sau phóng chiếc xe mô tô đặc chủng tới ép xe của bà ẩn vào lề đường. Mới đầu bà ẩn nghĩ mình đã vô ý vi phạm giao thông, nên hai anh cảnh sát giao thông mới đuổi theo, kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt. Tưởng gì chứ chuyện này là chuyện nhỏ hơn còn thỏ, bà ẩn sẽ giải quyết cái một là xong nhưng không ngờ hai anh cảnh sát giao thông không đã động gì tới chuyện ba ẩn vi phạm giao thông mà mặt rất hình sự rút ngay còng số 8 bập vào cổ tay hắn ba ẩn được đưa về trụ sở cơ quan điều tra và đến đây hắn mới vỡ lẽ rằng mình đã bị bắt trong một tuần lễ khẩn trương triển khai chuyên án truy bắt trùm giang hồ ba ẩn và xã hội đen Cà Mau, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã huy động đến 300 cán bộ chiến sĩ vào chuyên án này và chia thành 9 mũi trinh sát, phối hợp đồng loạt tấn công 9 trọng điểm đã vạch sẵn. Lần lượt, những tên giang hồ cộm cán, cầm đầu đều bị bắt gọn. Như vậy có thể nói, với quyết tâm truy quét giang hồ Cà Mau mà đối tượng cộm cán nhất là ba ẩn bằng một mẻ lưới 9 mũi giáp công của lực lượng công an Cà Mau, chỉ sau một tuần lễ đã thành công tốt đẹp, mang lại niềm tin cho nhân dân, nhất là đối với những nạn nhân đã bị băng nhóm ba ẩn bằng cái vòi bạch tuộc vương dài, thâm độc đã hút sạch máu của họ, khiến họ trở thành những người tán gia bại sản, phải bỏ xứ trốn đi. Nay được tin ba ẩn bị bắt đã mừng rỡ trở về, nhiều người đã không còn sợ sệt uy thế của ba ẩn, đã viết đơn tố cáo tội ác của ông trùm này để cơ quan điều tra có đầy đủ cơ sở, chứng cứ, chứng lý để đấu tranh với chúng. Ngày 25 tháng 4 năm 1998, bà ẩn bị bắt theo lệnh truy nã khi ông Trùm đang lẫn trốn tại Cần Thơ. Trong phiên xét xử, đàn em của ông Trùm giang hồ bà ẩn và ngay cả bản thân của y đều một mực kêu oan, quanh co chối tội. Nó hoàn toàn khác hẳn với những lời khai trước đó của những tay anh chị ở với cơ quan điều tra. Nhưng trước những chứng cứ và cơ quan công tố đưa ra quá thuyết phục, khiến cho đàn em của bà ẩn phải cúi đầu im lặng. Riêng đối với bà ẩn thì có nhiều lý lẽ hơn để bảo vệ mình. Cụ thể, trong phần chất vấn ông Trùm này không thừa nhận hành vi chỉ đạo một cuộc truy sát gây rối trật tự công cộng của mình. Y một mực khẳng định mình chỉ là người trung gian đứng ra dàn xếp mâu thuẫn. Trước những lý lẽ của bà ẩn, hội đồng xét xử đã đưa ra những chứng cứ lý lẽ không thể chối cãi. Thì lúc này, ông Trùm giang hộ bà ẩn xô ngã vành móng ngựa trước phiên tòa và lớn tiếng kêu oan. Đến lúc bị công an áp giải về chỗ ngồi, nhưng bà ẩn vẫn cố tình la lối gã dân hộ này còn manh động đến mức y đã chỉ tay khẳng định cả hội đồng xét xử đã ép mình. Cuối cùng lực lượng công an phải đưa ba ẩn vào nhà tạm giữ. Có một điều đáng nói là viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử phạt lê ngọc ẩn 60 đến 72 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Khi tuyên án hội đồng xét xử đã không kết tội cố ý gây thương tích đối với bà ẩn làm cho dân tình cà mau phẫn nộ bà ẩn được tại ngoại vì tâm thần. Vào cuối năm 2011, bà ẩn được chuyển từ trại tạm giam vào khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau vì bị sốt cao. Sau đó, chân trái của bà ẩn thì yếu, có dấu hiệu ảnh hưởng của dây thần kinh ngoại biên nên được chuyển sang khoa tâm thần. Phân viện phía Nam của viện giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận bà ẩn chưa đủ khả năng tiếp xúc làm việc với cơ quan pháp luật nên được đình chỉ điều tra để đi trị bệnh. Thời điểm này, người dân Cà Mau hết sức hoang mang trước thông tin trùm giang hồ ba ẩn, kẻ từng gây biết bao nỗi kinh hoàng cho người lương thiện, bất ngờ được tại ngoại để điều trị tâm thần. Bà Toàn, một nạn nhân bị bà ẩn cưỡng đoạt tài sản, không giấu nỗi hoang mang lẫn bức xúc. Ba ẩn bị tâm thần mà biết cho vay nặng lãi, đẩy hàng chục người lương thiện vào cảnh trắng tay, phải bỏ xứ ra đi à? Nếu ông ta không bị tâm thần thì không biết còn gây nên bao nhiêu tội ác tày trời nào nữa. Lúc đầu ông ta cho ai vay tiền cũng đều nói năng nhỏ nhẹ, nhưng khi vướng vào rồi, ông ta mới lộ mặt là kẻ giang hồ hung ác. Khi cho tôi vay tiền, ông ấy nói chỗ tình nghĩa anh em nên cho em vay 7 phần thôi. Nghe nói vậy, tôi cứ ngỡ là 7% một tháng, nên tôi đã vay 125 triệu đồng. Nào ngờ sau đó, ông ấy bắt tôi góp một ngày gần 900.000 đồng tiền lãi. Góp được mấy tháng tôi chịu hết nổi, nên bị bà ẩn truy lùng ráo riết, phải bỏ xứ đi. Bà Toan cho biết sau khi nghe tin bà Ẩn bị bắt, bà cùng với một số nạn nhân mới dám trở về tố cáo hành vi tội ác của y. Bây giờ lại nghe tin hắn bị tâm thần, được tại ngoại và nhiều khả năng thoát án tù. Nhiều người thật sự hoang mang cho sự an nguy của gia đình họ và có ý định phải bỏ xứ ra đi thêm một lần nữa. Việc bà Ẩn được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Phân viện phía Nam chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trong thời gian tạm giam là sự thật song thông tin về việc có hay không hắn được thoát tội và về lại quê nhà Cà Mau hay là đang tiếp tục được điều trị bệnh tâm thần ở Đồng Nai như một số tờ báo đưa tin thì đến nay vẫn chưa được xác thực hay là có cập nhật nào mới cả. Nhưng ẩn thật sâu trong con hỗ loạn bà ẩn vẫn có phần người bổn thiện. Theo ông Lê Ngọc Hùng, anh trai của bà ẩn, chia sẻ về việc em trai mình mắc chứng tâm thần tại bệnh viện. Tôi không biết ẩn có thật sự bị tâm thần không, nhưng việc nó bị sốt, chân tay co giật là có. Ngày chăm sóc ẩn ở bệnh viện, nó không hề nhận ra tôi, miệng lúc nào cũng nói luyên thuyên. Nhưng điều trị một thời gian, ẩn nó tỉnh táo trở lại. Cũng theo lời kể của ông Hùng, đã có khoảng thời gian ba ẩn tỏ ra hối lỗi, luôn miệng nói sẽ cố gắng cải tạo để làm lại cuộc đời. Anh ta còn tâm sự rằng, sau khi ra tù sẽ xuống tóc đi tu để được cha mẹ tha thứ và cũng là để tìm sự bình an. Ẩn kể rằng, trong thời gian gần đây, thường mơ thấy cha mẹ bị đầy đọa dưới âm phủ do phải chịu hình phạt thay hắn. Chính vì vậy, ẩn cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ mong sớm ra tù để ăn mày cửa Phật. Dù là giang hồ miền Tây hay là ở đâu đi chăng nữa thì đều có chung một kết cục, đền tội trước pháp luật bởi tội ác mình gây ra như câu chuyện ngày hôm nay về ba ẩn. Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt